Em tiếp tục giới thiệu đến quý vị đôi loa TACT. Cái đôi này cách đây khoảng độ gần 4 tháng. Em có về được cả 5 đôi cho các bác đấy. Gần 4 tháng. Các bác nào cần chi tiết thì cứ gõ vào kênh của em Tuấn, là gõ tên loa và tên karaoke này, TACT ra. Cách đây em nhớ là 3 tháng, hoặc hơn 3 tháng đấy, gần 4 tháng. Đôi loa này em đã giới thiệu cho các bác rồi. Trên kênh là giá 7 triệu 9. 7 triệu 9. Nay về được thêm theo luôn này được mấy thôi nữa cho bác này, để cho bác giá 6 triệu 8 nhá, 6 triệu 8 nhá. Dọn dẹp kho đi, hết mùa Covid, mùa Covid nghỉ, cho anh em nhân viên nghỉ hết rồi này. TACT này, về thông số phía sau đây ạ, phía sau đây bác nhá. TACT KH3012, công suất của con này là 500W một loa. Độ nhạy có nhìn nhá, độ nhạy này 134 dB hay là 103 dB gì các bác nhìn kỹ của em này. Nó đây xin nhìn Italia nhé. 6 triệu 8. Bắt đầu theo dõi cái lần đấy, em nhớ là đợt đấy có mấy đôi đấy là có một số bác gọi rồi nhưng hết hàng đấy nhé. Đây cơ hội của bác đây, rẻ được hơn 1 triệu, 1 triệu 100 nghìn nhé. Rẻ được 1 triệu mốt luôn ạ. Đây là cái nắp của em, nó nắp bên ngoài này, em nhấc ra này. Còn đây là đôi loa này thì em đã có clip giới thiệu cho bác rồi. Đó là đôi loa EV. EV dòng nghe nhạc cao cấp của Mỹ, MS802. Con này có clip cui hàng ra rồi, hàng made in USA luôn. Con này có mức giá 5 triệu 9, bát 20, tép đom. Có clip rồi, bác nào cần em gửi clip riêng cho, không phải giới thiệu nữa. Còn sang đến đây, con TACT này dòng chuyên karaoke bass 30. Dòng này thì cực hay, tép còi đấy ạ. Tép còi. Em nhớ cái củ từ cho bác nhé. Đây, nếu mà nhìn thực tế của nó, ngoài đời nhìn thực tế nó phải tầm này, như thế này mới là đúng này. Đấy. Nhưng em đẩy cái ống kính máy nó ra xa để cho nó đỡ bị lóa, di chuyển nó đỡ lóa cho bác nhé. Đây. Đấy, cục loa xương của nó đây ạ. Nhìn xương xương của nó nhìn thấy chưa ạ? Đấy. Đây là củ kèn này. Kèn nó hơi nặng, không phải là thích là nhấc được đâu ạ. Ấy. Ấy, quá nặng luôn. Đây. Do nó lắp lâu ngày có nó dính luôn. Nó ép chặt. Đấy, đây là con củ kèn của nó nhé. Củ kèn của nó sâu cũng hơi 20, sâu 20 luôn. Để sang. Rồi 10. Đấy, còn là sau đây em sẽ cho các bác xem phân tần này. Phân tần của em nó này. Đây, phân tần của em đây. Nhìn kỹ chưa? Phân tần của em nó rất là khủng. Trong con này có một cái bóng bảo vệ, các bác chú ý nhé. Một ngày nào đó mà các bác dùng loa tự nhiên thấy nó không kêu nữa thì trước hết phải mở ra để kiểm tra cái trong này này, có trong này các bác nhìn này, nhìn kỹ này, nó có một cái cầu chì, nó như cái bóng đèn đấy. Em đẩy xa rồi cho nó nét cho bác nhìn này. Đấy, đây này, nó có bóng đèn đây này, các bác kiểm tra nếu cái bóng đèn nó không bị cháy thì mới kiểm tra đến loa. Còn nếu mà bóng đèn nó cháy thì bác phải thay bóng đèn đi. Cách duy nhất kiểm tra nhanh nhất là bác đấu hai cái cực của hai bóng đèn này vào với nhau. Nếu thấy loa kêu thì là do cầu chì bị cháy. Cái cầu chì có tác dụng là sao? Là khi các bác hát công suất lớn, con loa này ví dụ nó chịu được cái ngưỡng là 1000W chẳng hạn, mà các bác vặn đến 1000, 1200W thì con cầu chì nó sẽ cháy, để nó mục đích là nó bảo vệ con loa này. Nên nó không cháy loa được. Đây nha, còn tem zin của hãng luôn này.
Em TAC luôn. Phổ quát nó tối nó mờ quá không nhìn thấy. Đợi 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 em chút nhá, để em chút em lấy một cái đèn em soi vào ra luôn. Đây. Này, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, em bật đèn lên cho các bác xem. Nhìn tia mát chưa? Tem TAC xịn luôn nhá. Đây cái bóng cầu chì, các nhìn này, bóng cầu chì này. Đấy, đây là cái bóng cầu chì này, nhìn chưa? Đấy. Cái bóng này nó mà cháy là loa nó sẽ không kêu nữa đâu. Đấy. Người bạn nào có nhu cầu liên hệ với em. Cảm ơn.